tâm hương tiền ni cửu trùng công đồng văn vũ sở tiền đàn duyên sớ điệp chân bái đạo nhiệm mê màu vô lượng vận thần thông kim trung đẳng thành tâm bái đạo tô công đồng lại đạo đàn duyên đi đan thành bái thỉnh chữ tiên nguyện cầu như ý bình yên thọ chuông phúc mãn đường niên tăng phú quý đức lưu quang nhật tiên đi vinh hoa đi tiền dâng nghe quả thực đắng trà tấm hương cung kính chư tòa chứng minh kim đệ tử cung nghênh thanh gia đức từ bi hy xa thỉnh mời chư Phật quang lâm tọa hạ gia ân cho đồng trước sập rồng vua cha ra ngợi đức oai linh chiếu tỏ oai tam tòa vương mẫu đau lai bách quan niên sang ngự đan ni đài thong dòng đức thánh chầu oai linh biến hoa xa xa
hoàng cưỡi hạc tới nơi. Tiên cô thành cậu ôi giang nơi bản nê đèn. Phép mê linh ưng cổ truyền chỉ lệnh đạo thanh đồng thờ thành chẳng sai. Lửa hương đã bén duyên hài thần hôn ni sớm tối tứ thời cúc cung nhờ phép lực thần ý thông quảng đại phúc tụ về ách hại tông đi ơn trên đội đức đàn trì xuân an ni cát khanh ni hạ chi tiên ni tài. Tích phúc đông thời thịnh vượng nghi đủ bốn mùa tài trường bằng tiêu sở cầu phong thuận đi vũ điều dân an ni quốc thái toại nguyện đi thánh nhân phúc lai hưởng thiên xuân vạn cổ yên dân lành nhờ muôn thuở đội ân kính nghi thành giải tỏ chân tâm tấu xin bốn chữ thiên xuân thọ trường năm yêu rõ ràng năm phương ngũ phương bản cảnh cố tiền đi làm sân tiếng mơ buồn trong trong ba bóng ngoài nam ngũ phương thập mọi đàn thiếu đâu đông trường giá ngự điện
Thiên Chúa khắp vùng Ai Đà. Tiếng đồn ngoài Bắc trong Nam. Như chúng ta đã biết nhân dịp kỳ Đức Thánh Tổ và nhờ ơn Đức Thánh Tổ chúng ta sinh hoạt ở khu vực này đã đắc tài sai nồng gia đình họ Hoàng và họ Đào nhất tâm tưởng vạn lòng thành vâng lệnh Phật trời tôn cấp ngôi điện tại gia tại nghiệp. Chúng tôi xin mời các đại biểu vào cho ạ. Các đại biểu vào trong ngồi. Vâng lệnh Phật trời, họ Hoàng và họ Đào tôn cấp nập thờ ngôi điện tại gia tại nghiệp để thờ cha kính mẹ. Dưới công lao ân đức của Đức Thánh Tổ đã ban tài tiếp độc, chúng tôi đã đông con nhang sai đệ tử và nhất tâm tưởng vạn lòng thành mọi công việc đều thành đạt và các gia đình các cháu được hạnh phúc an khang và thịnh vượng. Nhờ công ơn của Đức Thánh Tổ và đạo Phật và đạo mẫu, ngày hôm nay nhân dịp này được sự cho phép của địa phương, ban tổ chức lễ hội và thầy bản tự, hai ghế họ Hoàng và Đào thủ nhang, chúng tôi được bác ghế mẫu ngồi, bác ngồi các ngài ngự. Về dự buổi hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có thầy Phạm Long Xuyên. Thầy Phạm Long Xuyên, Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp các hội UNESCO, Phó Chủ tịch Hội phụ trách về thờ mẫu và hát văn Việt Nam, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan hô. Về dự hôm nay có nghệ sĩ Lê Điệp, Phó Giám đốc phụ trách về chuyên môn về khảo sát hát văn thờ mẫu cũng về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan hô. Cùng toàn thể các bác, các anh, các chị trong ban nghiên cứu về hát văn thờ mẫu của Hội UNESCO Việt Nam cũng về dự buổi lễ hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan hô. Và về dự hôm nay có bác Dương, thay mặt cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của thị trấn Cổ Nễ, thay mặt cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể hôm nay cũng về dự, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và về dự hôm nay là có thầy Nguyễn Gia Đức, thầy Sơn trong tổ pháp văn của nhà chùa Cổ Lễ, và thầy Đức đã là cái ban nghiên cứu về hát văn thờ mẫu mà được Hội UNESCO giao cho là phụ trách về vấn đề này, hôm nay cũng về dự để chúng ta nhận được chào mừng. Và về dự hôm nay, tôi xin trân trọng nhà giới thiệu toàn thể các con hương đệ tử của bản điện Đông Minh Điện, đại diện người có mặt cũng như là người không có mặt, là đại diện hiện nay là về dự buổi lễ hôm nay, chúng ta nhận được chào mừng.
Và đến đây tôi xin trước khi ghế họ Hoàng. Vâng, và thay mặt cho bản điện Đông Quương có thủ nhang cô Mười về dự thì chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trước khi vào làm việc là tôi xin trân trọng giới thiệu và nghệ sĩ Lê Điệp, phó giám đốc phụ trách về hát văn thờ mẫu Việt Nam, có đôi lời phát biểu. Xin Nam mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị đại biểu tân khách, thưa toàn thể quý vị làm văn hóa tâm linh đã về dự đại lễ kỷ niệm 105 năm ngày mất của ngài Nam Thiên Đức Thánh Tổ Thiền Sư Khổng Minh Không tại chùa của lễ kính mến. Cho phép tôi thay mặt ban nghiên cứu khảo sát các giá trị văn hóa truyền thống thuộc Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu đã về dự lễ hội lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, Nam Thiên Đức Thánh Tổ Thiền Sư Khổng Minh Không là một trong những vị sư có công lớn trong việc xây dựng và phát huy đạo Phật ở Việt Nam. Ngài đã có công xây dựng và chủ trì trong việc tín ngưỡng Phật Pháp ở hai ngôi chùa lớn, chùa Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định và ngôi chùa Keo, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đặc biệt, chùa Cổ Lễ trong những năm qua, Thượng Tọa Thích Tâm Vượng trụ trì ngôi chùa được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Ngôi chùa Cổ Lễ của chúng ta đã có nhiều đổi mới trong thời hội nhập và phát triển. Trong đó có công lớn của Thượng Tọa Thích Tâm Vượng. Thưa quý vị đại biểu kính mến, như chúng ta đã biết, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Việt Nam là một di sản văn hóa phi vật thể mà ông cha ta đã có công xây dựng cách đây gần một thiên niên kỷ. Năm 2012 đã được nhà nước công nhận, đến năm 2016 tổ chức UNESCO quốc tế công nhận hát văn hầu đồng, hay còn gọi là thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Việt Nam, là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Phủ Dây, tỉnh Nam Định, nơi thờ mẫu liễu hạnh ba lần Giáng sinh, đã vinh dự được thay mặt cho cả nước đón nhận tấm bằng cao quý của nhà nước ta và của tổ chức UNESCO quốc tế về trao tặng. Thưa quý vị, cũng tại cung thờ Thánh Mẫu hôm nay, trong quần thể văn hóa tâm linh của chùa Cổ Lễ, năm 2012 được sự giúp đỡ của ban trị sự chùa Cổ Lễ và các cấp lãnh đạo chính quyền của thị xã thị trấn Cổ Lễ, ông Hoàng Trung Tín, phó chủ tịch hội UNESCO bảo tồn văn hóa dân tộc Việt Nam, đã cùng chúng tôi tổ chức thành công nhiều cuộc liên hoan khảo sát nghi lễ chầu văn của người Việt. Nhiều thanh đồng của các tỉnh Nam Định và một số tỉnh lân cận cũng về đây tham gia khảo sát, góp phần lập hồ sơ khoa học trình lên nhà nước và tổ chức UNESCO quốc tế xét duyệt. Đồng thầy Hoàng Trung Tín là hội viên UNESCO Việt Nam, gia đình có điện thờ Thánh Mẫu và cũng là người đã có công truyền dạy cho nhiều thanh đồng để bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát văn hầu đồng, có nhiều thành tích xây dựng tổ chức UNESCO. Năm 2015 đã được chủ tịch Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam tặng kỷ niệm chương. Hôm nay được ban tổ chức lễ hội chùa Cổ Lễ chọn mời đồng thầy Hoàng Trung Tín, người con của thị xã Cổ Lễ, mở khóa lễ canh hầu đặc biệt khai mạc lễ hội chùa Cổ Lễ.
Vì điều kiện ông chủ tịch Liên Hiệp các hội UNESCO Việt Nam đi công tác nước ngoài không về dự lễ hội được, có bức thư gửi chúc mừng và sau đây là toàn văn nội dung bức thư. Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017, thư chúc mừng. Kính gửi ông Hoàng Trung Tín, Phó Chủ tịch Hội UNESCO Bảo tồn Văn hóa Dân tộc Việt Nam, Ban trị sự Chùa Cổ Lễ, cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương huyện Trực Ninh, nhân kỷ niệm 105 ngày mất của Đức Thánh Tổ Thiền Sư Khổng Minh Không và khai mạc lễ hội Chùa Cổ Lễ huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, thay mặt Liên Hiệp UNESCO Việt Nam, tôi trân trọng gửi tới Thượng Tọa Thích Thanh Vượng, trụ trì Chùa Cổ Lễ, các đồng chí lãnh đạo địa phương, đồng thầy nghệ nhân Hoàng Trung Tín, cùng các Phật tử thập phương lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc lễ hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Trải qua 4 năm, Liên Hiệp các hội UNESCO Việt Nam đã thành lập ban khảo sát nghiên cứu các giá trị văn hóa truyền thống. Trong đó có sự tham gia tích cực của ông Hoàng Trung Tín và gia đình, đã góp phần vào di sản văn hóa, nghi lễ, chầu văn được UNESCO Thế giới công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hôm nay, ông lại được ban tổ chức lễ hội chọn thực hành, thực hiện canh hầu khai mạc. Nhân dịp này, tôi trân trọng gửi tới đồng chí lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo địa phương, các quý khách, các Phật tử thập phương lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc lễ hội Chùa Cổ Lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Thân ái Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Liên Hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Thưa quý vị, trước khi đồng thầy Hoàng Trung Tín bắt kế hầu, đoàn chúng tôi có hai bó hoa tươi thắm tặng cho vợ chồng đồng thầy ông Hoàng Trung Tín. Xin mời, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng thầy Nguyễn Thị Út, hội viên hội UNESCO trong ban cố vấn về văn hóa tâm linh hát văn hầu đồng của Liên Hiệp, lên trao hai bó hoa tươi thắm cho vợ chồng ông Hoàng Trung Tín. Xin mời bà. Tay chúc mừng cho ông Hoàng Trung Tín và xin cảm ơn. Thưa quý vị, trên tinh thần đó, thay mặt ban khảo sát nghiên cứu các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, chúng tôi xin chúc khóa lễ canh hầu của đồng thầy Hoàng Trung Tín thành công tốt đẹp. Chúng ta hãy cổ vũ cho đồng thầy Hoàng Trung Tín một tràng pháo tay thật giòn giòn, và xin phép canh hầu khóa lễ của đồng thầy Hoàng Trung Tín bắt đầu. Tâm chí thành cầu đạo, cầu bình an. Quả thực dâng lên đang đăng trà, quả thực dâng lên lòng tin bao thịnh chúa tiền đi sẽ loan ngự đầu
chiến đàn này ai lưu nhiệt nhiệt lương a đô từ bồng lượng vô hương hỏa ơi đắc thanh lương chi lâm kim lương lân chu biên thập phương nam mô nhang cúng sàng bồ tát ta nam mô nhang cúng sàng bồ tát ta nam mô nhang cúng sàng bồ tát ta phương tích nhật ra dù biến nạn tiêu tai trước nam mô nhang cũng rằng bồ tát ma tát nam mô nhang cũng rằng bồ tát ma tát sẽ nói non ra hồi cung truyền ra đức thánh ông nghe có lệnh truyền ra các quan thị bộ cũng là chư gì
hiến để chén quỳ mình dâng tiên tây bát đoan quỳ chúc chúc ngỡ chén đàm phong chúc ngỡ đức ngông người vạn tuế thanh thanh phủ ngài giang phúc buôn dân đều an cát thái quân muốn kéo đi trường sinh về cho đi đường trường sinh như thang linh 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 quý lộc lộc tài đề đa số bốn mùa vận đan tài hoa văn văn trạng tiền tiền lớn lượng tài năng cao bắt đầu phê chúa thọ trường về cho sức mạnh tham cường là đất trời trời ngoài ngoài thanh gia hồi cục mai hoa cung cô đôi tôi linh linh vương hiểu đại đại hoa tiên cô linh linh đàng đàng ai xanh xanh thầy thanh gia hồi cục tờ tờ trông ra cửa biển tờ tờ thật xanh cô bé đứng đứng lờ xa xa hương ngoài bể đầu đông mơ thiên thoai lai la la cung thịnh bời thánh cậu bé cửa suốt suốt để gặp tiên thánh gia hồi cung tam bang số dương tôi tôi thỉnh chúa đệ nhất nhất tây thiên xa thánh gia hồi cung mai lên tới bắc xa yên thế hỏi thăm đường trèo bôi son ba phân mỹ miều bốn mùa hoa quả dâng lên
chiều nhà nhà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bách bách nghe mái về sớm bóng bóng mà chúc chúc sinh nghe mái giỏi soi gương thay đâu sự là phi thường. Ah, 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 ah
đồng thủy châu về chứng chứng để cho đồng cuồng phù đệ tử tham tình thọ trường ý. Cửa phủ cửa lên đi xong chơi
dân một chiến tâu thành vương quan tâu thành vương quan đệ tử nay dâng tiến văn văn đàn dâng sự tích cân lớn để tam hoàng thơ phú tiếng thương nài văn trạng tiếng dương nài về tấu đôi chép biên cho tưởng độ cho đệ tử trường sinh
nghiêng lạc đồi dòng sông xích bích nên khổ tuần trèo du lịch bốn phương có phen tuần thú sông thương giờ về tình bắc quê hương sông sông đục đục đầu giang từ quý địa dành danh lam để thờ hoan ta ta tiếng anh vàng lòng lòng môn hồ phục thay thay bàn rất duy hoa đức thì xa lâu đài điện dòng nước về thủy một khi có phép lấy ngọc niêu ly đường đường dâng nước thì không sương ca ta hát tập đầy thi ngâm phủ đọc đọc đàn xanh xanh chơi bời hàng tông đối ngôi thiên đình tam phủ chức chức võ thần thần quy đủ bốn phương gia uy chấp chấp chính kỷ cương cầm ngâm tân đầy mừng sửa sang biển đời nguyện giúp Chúa phép mầu quan tối tú anh linh lệnh lệnh truyền thủy bộ chư dinh chỉnh chỉnh tề đai giáp rơi hiền trần xa mái thuyền quan nổ dòng dòng sắc sắc xích bích đua quân trèo du hành bốn phương cũng có xét nê tuần tuần thú sông thương trở về tỉnh bắc long qua ra lục lục đầu ta tiếc rồi về nơi thủy phủ sóng cân đài đi vũ vào tô thật ra hồi cung tiếc ba 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 thì mời quan đệ tứ bốn con trời
Còn
đó cùng con lớn tuần tuần ngài con về ghi tiếng hoa đồng hỏi nước sông xanh giảng lời chính quan để ngủ sáng ngời trong trong phủ ninh ngư gia tiếng nước danh vang đừng rung lượng cảnh cảnh non bồng ước ước nhường bồng bồng ai tiệc họp sum vầy sướng ca trên ba gác đôi hông châu phục dưới tam đầu vườn khúc trổ lên lần vườn thường luôn lên quan tuần chất giáng trên sập công đồng chốc chốc ta sát ăn quý trừ tinh quan tuần tuần và phép phép muôn linh linh tuyên nguyên ngài khai toàn chữ dinh dinh nhà trời nhật thông ai bình tuyền bóng bóng quý đường ngoài trời khi đoạn cha quan tuần hiện hách hách ai đa ra tay kế trợ trần gian được nhờ châu thôi thanh ca hồi cung tông đình con vua đạo tôn quan điều thất thất ta anh đình đình người hát thừa thanh ca hồi cung tin thánh thiên ngàn dân văn văn tin chúa trên ngàn đông cương tuần qua giáng đàn chương 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 trên ngàn bề gió quật quật nó rung rung cây dưới khe tác lăn đàn chi bay bay về thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lụa lụa dày tổng tổng lộc cho năm năm về đây càng nhiều dù bà cho giải nhất sang liều ý à. Mười hai cô mát mát thổ theo hầu
sơn lâm giọt quát bát hàng ai. Sơn lâm năm giọt quát bát hàng chanh chanh chua quýt ngọt chè vàng câu ngon trà nhân tâm năm ba ma chén tinh ngừa. Phải phủ thiên thai để tam trầu, phải phủ thiên thai tứ phủ đi lòng không sai, cho đệ tứ thủy tòng.